Mẹ cha ơi, con xin thắp nhang khấn nguyện tâm thành cầu xin, kính mong đức Phật ơn ngài chứng minh. Lòng con tha thiết chân thành, mong sao cha mẹ được an lành. Phận làm con phải giữ tròn hiếu đạo, không số sàng không thô lỗ ngơi ngang. Phải nên nói năng nhã nhặn, biết dâng lời giáo huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên đồng sách có câu: phụ mẫu chính là ai vì Phật sống, muôn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên. Tâm hòa cứu mang tam niên nhu bộ, phần làm con không xa quên được. Dạt vào bao nỗi ưu tư em mà bỗng đâu xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.